Vincom Megamall Ocean Park mới khai trương tại trung tâm khu vực phía đông Hà Nội đang thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày nhờ ghi điểm bằng loạt tiện ích độc đáo cùng những trải nghiệm thú vị. Cùng với đó, nút giao Cổ Linh hoàn thiện đang là cơ hội để biến khu đông thủ đô trở thành tâm điểm giao thương mua sắm sôi động. Khu đô thị Vinhome Ocean Park đi vào hoạt động với đầy đủ tiện ích đồng bộ, đón hơn 10.000 cư dân về sinh sống với gần 15.000 căn đã được bàn giao, góp phần tạo nên cộng đồng dân cư văn minh, sôi động tại phía đông thủ đô. Vấn đề học tập của con cái rất là thuận tiện rồi, thì ví dụ như là ăn uống này, lại đi siêu thị, mua sắm, rồi cùng nhau đi xem phim, cùng nhau xem văn hóa văn nghệ, rồi cùng nhau uống cà phê vào cuối tuần. Đấy, cùng nhau đi nhà sách ở Vincom chẳng hạn thì tôi thấy rất là hợp lý, rất là tuyệt vời. Với việc thông xe nút giao Cổ Linh, vị thế độc tôn bao quanh bởi ba tuyến quốc lộ trọng yếu của Vinhome Ocean Park sẽ càng được nâng cao. Thành phố Biển Hồ là đại đô thị sở hữu siêu kết nối khi vừa được kéo lại rất gần với nội đô cũ, vừa nằm trên điểm vàng của tuyến giao thông huyết mạch của cả một vùng. Thông qua nút giao Cổ Linh, thời gian từ thành phố Biển Hồ tới Hồ Hoàn Kiếm và khu vực phố cổ chỉ còn 20 phút, tới Tham City chỉ còn 15 phút, tới sân bay Nội Bài chỉ còn hơn 30 phút. Đặc biệt, nhiều chuyên gia cho rằng Vinhome Ocean Park nay giống như một cái phễu hút mọi luồng dân cư từ các tỉnh thành lân cận khi thời gian di chuyển từ Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, thậm chí là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên đến thành phố mới phía đông Hà Nội chỉ còn tính bằng chục phút. Loạt siêu tiện ích nằm trong hệ sinh thái gồm Vinhome, Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni cùng sự thăng hạng về hạ tầng giao thông là đòn bẩy kép thúc đẩy mạnh mẽ sự gia tăng của giá trị của bất động sản tại thành phố Biển Hồ.